Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng buổi chia sẻ lời Chúa. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết Chú Lực trả lời cháu Dương Nguyên, phần 1. Tác giả Maria Ferro, Joan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực. Kính thưa toàn thể anh chị em trên thế giới, khi cháu Dung Nguyên đọc quyển sách, đây là tiếng nói của Hội Thánh chân chính, Hội Thánh đau khổ của Thiên Chúa. Tác giả Maria Ferro, Joan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực. Và cháu có ý kiến phản hồi như sau. Dung Nguyên, dân tộc Việt Nam là một dân tộc vô thần và thờ lạy ma quỷ là đúng rồi, vì chúng luôn tự hào là con rồng cháu tiên. Con rồng tức là con rắn già, con mãng xà là ma quỷ và là dân tộc ngu độn. Như trong lịch sử, thời nhà Hồ đã đặt tên nước là Đại Ngu là đúng rồi. Nhưng còn các vấn đề khác thì không có bằng chứng thuyết phục để tin. Dung Nguyên, Phạm Văn Lực, phép lạ cửa lò chẳng có giám mục địa phương nào công nhận cả. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người khác là quân giả hình, đạo đức giả, không hề có lòng kính yêu Thiên Chúa? Dung Nguyên, Phạm Văn Lực, trong Kinh Thánh nói rất rõ Chúa thiết lập giao ước của Ngài với tổ phụ Abraham và con cháu đến muôn đời. Nghĩa là Chúa đã chọn dân tộc Việt Nam, dân tộc Israel, nghĩa là Chúa đã chọn dân tộc Israel làm dân riêng của Ngài. Và cho dù dân tộc Israel đó có đi nghịch lại với lời Chúa, không tuân giữ giao ước với Thiên Chúa, thì Chúa để cho chúng trăm nghìn nỗi thống khổ, nhưng Chúa không bỏ dân riêng của Ngài mãi mãi. Và đến thời chót, Chúa sẽ kêu gọi dân riêng của Ngài khắp tứ phương như gà mẹ ấp ủ đàn con của mình. Nghĩa là sẽ đến thời dân tộc Do Thái, tất cả sẽ quay trở về tôn thờ Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Trong sách Khải Huyền cũng có nói rõ dân tộc Do Thái sẽ được cứu, bao gồm cả 12 chi tộc Israel. Còn dân tộc Việt Nam là dân tộc từ ngàn xưa là dân tộc vô đạo, hung ác, thờ lạy ma quỷ. Mặc dù máu thánh tử đạo đổ ra rất nhiều, nhưng vì mảnh đất này là mảnh đất rất dữ, nên hầu như hạt giống đức tin đều bị chết nghẹt hết. Lịch sử đã chứng minh điều đó, không hề chối cãi được. Cho nên không có chuyện Thiên Chúa xóa bỏ giao ước của Ngài đâu, để lại thay đổi ý, chọn dân tộc vô thần, vô đạo làm dân riêng của Ngài đâu. Vì lời Kinh Thánh nói rất rõ, ta là Gia-vê Thiên Chúa, lời ta nói không hề thay đổi. Chú Lực trả lời cháu Dung Nguyên. Dung Nguyên thân mến, Đại Ngu là quốc hiệu của Việt Nam thời nhà Hồ từ năm 1400. Chữ ngu ở đây có nghĩa là sự yên vui, hòa bình.
Bạn đã hiểu sai chữ đại ngu ở đây, và bạn không tin mặc khải của Thiên Chúa. Dân tộc nào thì cũng có người xấu và người tốt, bần cùng thì sinh đạo tặc, chẳng ai khá hơn ai. Thành thực thì chúng ta nhận thấy như vậy. Nhưng bạn không đọc kỹ tài liệu của Thiên Chúa mặc khải. Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta biết, vì máu các thánh tử đạo đã đổ ra ở Việt Nam nhiều, cho nên Thiên Chúa mới đổ lửa Thánh Thần xuống trên Việt Nam. Và lửa ấy đã được đốt lên mạnh mẽ. Vì vậy, Thiên Chúa mới chọn Việt Nam làm dân riêng, thay thế dân tộc Do Thái. Và qua Việt Nam, Thiên Chúa sẽ cứu thế giới. Nhất là vì bạn không hiểu và không thuộc Kinh Thánh. Bạn không thấy Kinh Thánh nói gì sao? Dù Kinh Thánh đã dạy, nhưng lời Thiên Chúa tình yêu toàn năng hằng sống thì cao siêu mầu nhiệm. Muốn hiểu được lời tình yêu, lời Thiên Chúa tình yêu toàn năng hằng sống, thì phải hằng sống trong tình yêu Thiên Chúa. Lời Chúa phải được rao giảng bằng trái tim trong trí óc, và phải được đón nhận bằng trí óc trong trái tim. Vấn đề của trái tim luôn luôn phải là trái tim của mọi vấn đề. Vấn đề tình yêu Thiên Chúa. Vì vậy, chẳng được mấy người hiểu cho đúng thánh ý Thiên Chúa muốn dạy trong Kinh Thánh, là vì con người không biết cách nghe lời Chúa. Luca chương 8 câu 18: Hãy coi chừng các ngươi nghe làm sao, vì phàm ai có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì điều nó tưởng mình có cũng bị giật mất. Vì thế cho nên Thiên Chúa phải ban mặc khải qua những thông điệp để dạy cho con, giảng dạy cho con cái hiểu ý nghĩa lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh. Thế nhưng Vatican lại gọi mặc khải của Thiên Chúa là mặc khải tư, và cho phép mọi người không tin mặc khải của Thiên Chúa. Thế thì làm sao con người kiêu căng có thể hiểu được ý nghĩa Kinh Thánh? Xin mọi người cầu nguyện cho giáo quyền, để giáo quyền nhận ra sự sai lầm của họ. Đức Chúa Cha đã phán dạy: Từ một sự nhỏ bé, Cha sẽ cho các con trở nên một trái tim vĩ đại, làm cho khắp năm châu bốn biển phải sừng sốt. Cha chỉ chọn nơi nào Cha đổ lửa Thánh Thần, mà nơi đó được đốt lên mạnh mẽ. Chúa đã đổ lửa Thánh Thần xuống Việt Nam, và Việt Nam đã được đốt lên mạnh mẽ. Luca chương 10 câu 49: Ta đã đến ném lửa xuống đất, và nào ta ước mong gì nếu nó đã được nhen lên. Bạn đã được Đức Chúa Cha dạy bảo như thế, nhưng bạn không tin lời của Đức Chúa Cha, nhưng bạn lại tin vào sự hiểu biết Kinh Thánh một cách nông cạn của mình. Vì vậy, rốt cuộc bạn hiểu sai lời Kinh Thánh, vì bạn hiểu Kinh Thánh theo ý của bạn, mà không phải là theo ý của Thiên Chúa. Bạn hiểu sai ý của Thiên Chúa, thì bạn sẽ sống sai ý của Thiên Chúa. Mà Satan thì luôn luôn cám dỗ để chúng ta hiểu sai và sống sai lời Thiên Chúa dạy, để chúng ta hư mất. Bạn cứ tưởng Thiên Chúa lập giao ước với con người thì luôn luôn Chúa bắt buộc phải giữ giao ước đã lập. Nhưng thưa bạn, khi một bên phá vỡ hợp đồng thì họ sẽ phải đền bù, chứ còn mong gì được hưởng quyền lợi nữa. Và Thiên Chúa phán Matthew chương 21 câu 43 đến 44: Bởi đó tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. Ai ngã nhầm đá ấy thì sẽ như tử, và đá kia lăn nhầm ai thì sẽ nghiền nát người ấy. Bạn cho rằng phép lạ của Chúa ban phải có giám mục công nhận thì bạn mới tin. Như vậy bạn đã nói sai rồi.
Chúa dạy chúng ta rằng hãy tự mình mà tìm hiểu, chứ Chúa không bảo chúng ta nghe theo người này hay nghe theo người kia. Nhất là vào thời cuối này thì giáo quyền đang thờ quỷ, mà bạn nghe giáo quyền thì bạn tiêu rồi. Bạn nghe theo những sự dạy bảo sai lầm của Vatican thì những sự kiện như Đức Mẹ hiện ra hay những mặc khải, những phép lạ của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh thì Vatican đều xếp vào loại mặc khải tư và cho phép mọi người đều có quyền không tin mặc khải tư. Thế thì chết rồi. Nhưng bạn chẳng hay biết gì cả. Bạn không hề biết giáo quyền đã sai lầm. Mù mà dẫn mù thì cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Dân Do Thái phạm tội giết Đức Chúa Trời mà lại không chịu nhìn nhận tội lỗi và không ăn năn thống hối tội lỗi của mình và không kêu xin Thiên Chúa tha thứ thì làm sao mà được thứ tha? Cho tới bây giờ đã qua hơn 2.000 năm, gần tận thế rồi mà người Do Thái đã chịu nhìn nhận tội lỗi và ăn năn tội giết Chúa đâu? Kinh Thánh Khải Huyền đã tiên báo cho chúng ta biết số sót Do Thái được cứu, đó là 144.000 người. Chứ thời gian từ khi Chúa Giáng sinh cho tới ngày nay, người Do Thái đã giết Chúa và vẫn chối bỏ công nghiệp của Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ hình và chết treo trên thập giá để cứu chuộc mình. Nhưng Ngụy Giáo Hoàng Benedicto XVI đã lạc đạo, đã đề cao Do Thái giáo là kẻ giết Chúa và hạ bệ Công giáo là con cái Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu gọi ông ta là Ngụy Giáo Hoàng. Ông ta đề cao Do Thái giáo là dân, ông ta đề cao Do Thái là dân giết Chúa. Cho nên họ thích thú. Năm 2011, chính phủ Do Thái tặng ông một cây ô liu cao 4m, rộng 2m. Và đó chính là ý nghĩa của tước hiệu vinh quang ngành ô liu mà Thiên Chúa đã tiên báo qua Thánh Malaki. Nhưng không một ai hiểu ý nghĩa tước hiệu vinh quang ngành ô liu là gì. Nay Chúa Lực là Phêrô II được lệnh của Đức Chúa Giêsu dạy cho mọi người biết ý nghĩa của sự kiện này. Sự kiện Ngụy Giáo Hoàng Benedicto XVI đã ứng nghiệm lời Thiên Chúa tiên báo về những vị giáo hoàng thời cuối, mà ý nghĩa của tước hiệu vinh quang ngành ô liu là của Benedicto XVI, và đó là vinh quang của sự giữ chứ không phải là vinh quang Chúa ban. Và vị giáo hoàng cuối cùng là Phêrô II, là mai sen của Đức Mẹ, là Chúa Lực, là tác giả bài viết này đây. Xin mọi người đón nhận mặc khải của Thiên Chúa và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Và xin mọi người hãy cầu nguyện cho mai sen của Đức Mẹ. Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Phêrô II của Đức Chúa Giêsu và cũng là của toàn thể anh chị em trên thế giới. Bạn Dung Nguyên thân mến, rất tiếc tôi phải nói là bạn thiếu hiểu biết về Kinh Thánh. Thưa bạn, chúng ta vẫn biết rằng dân Do Thái là dân riêng Chúa chọn, nhưng Kinh Thánh cũng gọi họ là dân cứng đầu cứng cổ. Và bạn cũng không theo dõi thời sự Hội Thánh, bạn cũng không lắng nghe những lời mặc khải của Thiên Chúa, và bạn đang chờ giáo quyền công nhận những điều gì thì bạn mới tin điều đó. Chứ bạn không biết tự nhận xét mà nhận ra Thánh ý Thiên Chúa dạy mình. Nhất là bạn không biết những sai lầm của giáo quyền ngày nay trong thời cuối này. Trước hết nói về dân Do Thái thì rõ ràng họ là một dân đã giết Đức Chúa Trời của mình, họ đã giết Đấng Cứu Thế mà hơn 2.000 năm qua họ cũng không nhận ra tội của mình để mà ăn năn thống hối xin Chúa thứ tha.
Họ là dân được Chúa chọn, là dân riêng, nhưng dân ấy lại giết Chúa của mình. Mà nay đã gần tận thế rồi mà còn chưa biết ăn năn tội giết Chúa của mình. Thiên Chúa đã quá thất vọng về họ, thì thử hỏi còn lại cái gì cho họ nữa. Họ là dân riêng của Chúa thì họ phải làm sáng danh Chúa, trở nên nhân chứng tình yêu cho Thiên Chúa trên mặt đất này. Nhưng không, họ đã làm gương mù. Kẻ làm gương mù thì đáng đeo đá vào cổ mà quăng xuống biển. Và Chúa đã khiển trách họ, và Chúa sẽ chọn một dân khác. Chúa đã khiển trách và phán dạy họ. Matthew chương 21 câu 43 đến 44. Bởi đó tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. Ai ngã nhầm đá ấy thì sẽ như tử, và đá kia lăn nhầm ai thì sẽ nghiền tán người ấy. Bạn không biết lời Chúa đã phán như vậy sao? Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả. Tại sao Chúa lại phải để cái dòng giống dân kiêu căng phản bội đã giết Chúa nhưng không chịu nhận tội và không chịu ăn năn thống hối tội lỗi ấy làm ô danh Chúa? Bạn muốn tôn vinh dân tộc kiêu căng ngạo mạn đã giết Thiên Chúa à? Hết phần 1.